Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa phối hợp tổ chức thực hiện chương trình 5.000 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn quân khu 7 tặng nhân dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 của huyện Long Điền. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng 500 suất quà và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng 150 suất quà cho người dân thị trấn Long Hải và hai xã Phước Hưng, Phước Tỉnh, huyện Long Điền gặp khó khăn do dịch bệnh. Mỗi suất 500.000 đồng gồm gạo, trứng, dầu ăn, đường, bột ngọt, mì tôm, nước mắm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.